trên thị trường có rất nhiều chất tẩy rửa sử dụng trong công việc cũng như trong sinh hoạt gia đình của người dân. Các nhà khoa học đã thống kê được có khoảng 70.000 loại hóa chất khác nhau được sử dụng trong chất tẩy rửa và chất này đã gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là ảnh hưởng đến làn da. Dị ứng do chất tẩy rửa đang là một căn bệnh có chiều hướng gia tăng tại các nước đang phát triển do sự phát triển của các ngành công nghiệp và kèm theo đó là sự ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dị ứng tiếp xúc đang xảy ra ngày một phổ biến và không chỉ mang tới những tổn thương trên da cũng như cảm giác ngứa ngáy, khó chịu mà nó còn gây cản trở rất lớn tới công việc cũng như cuộc sống của người bệnh. Khi sử dụng chất tẩy rửa trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường không chú ý đến các thành phần hóa học của chúng, có thể làm tổn thương tới làn da, gây nên bệnh dị ứng do tiếp xúc. Cái nguyên nhân gây viêm da do chất tẩy rửa chia làm hai loại. Một là viêm da tiếp xúc, kích ứng. Hai là viêm da tiếp xúc, dị ứng. Đối với trường hợp viêm da tiếp xúc, kích ứng, thì người sử dụng cái chất tẩy rửa này có thể gây nên cái chất tiếp xúc vào da thì gây bỏng, rát, có thể gây đỏ tại cái vùng da mình tiếp xúc và thường thì xuất hiện ngay lập tức sau khi mà tiếp xúc. Nhưng đối với cả trường hợp mà viêm da tiếp xúc dị ứng thì chỉ cần một lượng nhỏ cái chất tẩy rửa khi dính vào làn da và tiếp xúc nhiều lần thì có thể gây nên làn da trở nên đỏ, bong vẩy, có thể nứt và gây viêm da mãn tính kéo dài. Cái việc gây viêm da mãn tính kéo dài do chất tẩy rửa có thể ảnh hưởng đến làn da, có thể ảnh hưởng đến cái vết loét kéo dài và đôi khi nghiêm trọng hơn có thể gây nên cái ổ loét mãn tính và nguy cơ ung thư da. Đến với số kỹ năng thoát hiểm tuần này của chúng tôi còn có sự tham gia của hai nhân vật trải nghiệm, đó là bạn Võ Thị Giang. Xin chào quý vị và các bạn. Và người đồng hành của bạn Giang đó chính là bạn Lê Tuấn Mạnh. Xin chào quý vị và các bạn. Và với tình huống đầu tiên thì xin mời bạn Võ Thị Giang. Tình huống đầu tiên là trường hợp bệnh nhân có những biểu hiện dị ứng nhẹ, tay bị ngứa, ửng đỏ và có nước ở bên trong. Và sau khi bạn Giang thấy tay chị Hà bị tấy đỏ, bạn đã đưa chị ấy đi ngâm tay vào nước muối. Và sau đó bạn sẽ làm gì tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vừa rồi thì tôi thấy bạn dùng nước ấm để ngâm tay, sau đó liền bôi kem cho bệnh nhân. Vậy bạn có thể giải thích vì sao bạn lại xử lý như vậy? Tôi nghĩ là dùng nước ấm thì sẽ sát trùng cho tay bạn ấy và bôi kem thì làm cho tay mát và cũng đỡ ngứa hơn. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi sự trải nghiệm của nhân vật Võ Thị Giang khi gặp tình huống bệnh nhân bị dị ứng với biểu hiện là ngứa nhiều, mụn nước và bạn đã xử lý bằng cách là cho bệnh nhân ngâm tay vào nước muối ấm và bôi kem cho bệnh nhân. Và cách xử lý của bạn như vậy là đúng hay sai? Thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những nhận xét của bác sĩ. Bạn Giang đã xử lý cái tình huống khi bạn bị viêm da tiếp xúc dị ứng bằng ngâm tay vào nước muối và bôi kem mà không rõ nguồn gốc. Thì theo mình đó là cái động tác đó là hoàn toàn không nên làm. Và càng không nên nữa khi dùng những cái kem không rõ nguồn gốc, các bạn sẽ làm tăng cái tình trạng bị dị ứng và kích ứng của da mình. Khi chúng ta bị viêm da tiếp xúc dị ứng do hóa chất hay do bất kỳ cái tác nhân gì, chúng ta cũng điều đầu tiên chúng ta nên loại bỏ hóa chất hoặc những cái chất mà nghi ngờ dị ứng ra khỏi cơ thể mình bằng mọi cách, để mục đích là hóa chất sẽ không ngấm sâu hơn và không lan rộng hơn. Và kết thúc phần trải nghiệm của bạn Giang thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần trải nghiệm của bạn Lê Tuấn Mạnh.
Bạn Mạnh thấy tay chị Hà bị tấy đỏ, bạn đi lấy lá chè xanh, đun sôi và lấy nước chè cho chị ngâm tay. Bạn sẽ xử lý tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa rồi thì tôi thấy bạn cho bệnh nhân ngâm tay bằng nước chè xanh và sau đó thì bôi thuốc mỡ. Vậy bạn có thể giải thích lý do vì sao được không? Tôi nghĩ nếu dùng nước chè xanh thì có thể sát trùng được vết thương, sau đó bôi mỡ thì có thể làm mát và dịu cơn ngứa. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi sự trải nghiệm của nhân vật Lê Tuấn Mạnh khi gặp bệnh nhân bị dị ứng với biểu hiện là ngứa nhiều, mụn nước, và bạn đã xử lý bằng cách là cho bệnh nhân ngâm tay vào nước chè xanh và bôi thuốc mỡ. Và cách xử lý của bạn như vậy là đúng hay sai thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những nhận xét của bác sĩ. Cái tình huống của bạn Mạnh thì bạn cũng đã có cái cách xử trí rằng ngâm tay vào trong nước ấm là có lá trà xanh và sau đó thì bạn bôi kem, thì điều đó là hoàn toàn không nên trong cái tình huống này. Nhân đây tôi cũng nói không chỉ lá trà xanh mà rất nhiều các loại lá các bạn đã sử dụng cũng như là dân gian sử dụng, ví dụ lá trầu không hay lá đài bi, lá xài đất, những cái lá đó dân gian ta rất hay sử dụng, và khi vô hình dung thì các bạn cũng thấy rằng là những cái lá đó cũng có những cái tác dụng sát khuẩn nhẹ, cũng có tác dụng làm mát. Tuy nhiên một số cái chất ở trong đó thì lại làm kích ứng cái tình trạng dị ứng. Bệnh dị ứng do tiếp xúc với chất tẩy rửa là loại bệnh thường xuất hiện ở những người hay sử dụng chất tẩy rửa trong sinh hoạt hàng ngày mà không có biện pháp bảo hộ thích hợp. Sau đây là câu chuyện của chị Trần Kim Chi. Chúng ta hãy xem cách xử lý của chị như thế nào khi tay mình bị dị ứng do chất tẩy rửa. Có một lần tôi về quê, tôi có rất là vội và tôi mua một cái gói xà phòng giặt thì cũng không rõ nguồn gốc, nên là tôi về tôi phải dùng ngay. Thì trong quá trình dùng thì tôi cảm thấy rất là ngứa, nên là tôi không dám chà sát mạnh, mà tôi còn thậm chí tôi còn dùng cả tôi bấm móng tay gãi cho nó khỏi bị chảy xước. Nhưng mà không thì đỡ, thì tôi mới chạy tạm ra hiệu thuốc ở gần nhà và tôi mua tạm một lọ cồn sát trùng và một lọ kem để bôi để dưỡng. Thế nhưng mà sau đó thì tôi cũng còn có đắp cả gạc lên. Tôi cảm thấy là bệnh tình của tôi không thể thuyên giảm, tôi nghĩ là tôi phải đi ngay bác sĩ để tôi kiểm tra. Những người nội trợ, những người giúp việc chẳng hạn, thì khi sử dụng chất tẩy rửa, đầu tiên là phải nên đeo găng, và những cái găng mà đảm bảo về mặt chất lượng, không bị thủng và không bị nguy cơ ăn mòn hoặc thủng do những chất tẩy rửa gây nên. Cái thứ hai nữa là gì? Là những cái trường hợp mà nguy cơ cái bị cái chất tẩy rửa khả năng bay hơi, đặc biệt khi ta sử dụng cái chất mà làm sạch cái kính chẳng hạn như thế, thì người ta nên phải đeo kính, đặc biệt kính rộng che bao phủ toàn bộ cái khuôn mặt mắt chúng ta. Cái thứ ba nữa là cái trường hợp mà bệnh nhân mà có nguy cơ mà hô hấp chẳng hạn thì cần phải đeo khẩu trang to đảm bảo che được cả mũi cả miệng trong quá trình làm việc. Cho nên ta khuyên chúng ta phải bảo vệ da, bảo vệ về mắt, bảo vệ đường hô hấp trong khi chúng ta sử dụng cái chất tẩy rửa. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì chương trình đã giúp quý vị có thể trang bị được cho mình những hiểu biết và kỹ năng khi xử lý bệnh dị ứng do dung chất tẩy rửa. Chương trình Kỹ năng thoát hiểm xin phép được dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.